Xin chào nhà. Rồi, em lên con đầu tiên nha. Một em đồng hồ Salvatore Mara Italy nha cả nhà. Rất là đẹp luôn. Là cả nhà thấy không? Này nó đính dây cáp nè, bọc xung quanh. Nó bắt bốn con ốc với hai cái này xỏ qua. Chưa kể mặt ở trong nó là 6 kim, nhưng mà trong đó là ba kim dây, là ba kim là kim bánh xe nha. Lịch cười quá, độc quá đẹp luôn. Dây khóa là nguyên rim nha, mã con này là 138 nha. Đó là nhà thấy không, ở trên là kim xoay bấm giờ thể thao, ở dưới kim thể thao. Con này số phút đếm được, bấm dừng nè, cái nó trả về nè. Đó, độc lạ lịch cười nha cả nhà. Thì size con này là 43 và em đo cái càng cho cả nhà nè, 52, tay phải hơn 16 mới đeo được nổi nha. Rất là đẹp luôn, mặt hai lồng cọc số vàng hồng, còn ngoài là vàng nguyên rin. Rồi đây em có một con đồng hồ nguyên hộp Casio nội địa Nhật nha. Để hộp của nó nè, cái sổ sách là em để đâu quên bà, mới chưa qua sử dụng luôn cả nhà. Đây mới cứng luôn đó, Casio Lite A nha, pin năng lượng lịch vạn niên nữa nha, có bốn nút bấm đó, cả nhà thấy không có đồ nút dặn đúng không. Con này là pin năng lượng lịch vạn niên nha. Dây nè chưa cắt luôn, dây cực dài thép đúc. Con này em bán là 680 bao ship full box nha, size đo ngang là 38, càng cỡ 45 nha. Dây thép đúc khóa bấm pin năng lượng rất là mỏng luôn cả nhà, lịch lịch vạn niên. Dây nè đeo chân được luôn, 680 nha. Đây lịch vạn niên là như thế nào, bây giờ em đè vô cho cả nhà xem nè. Đó thì nó đang chỉ chữ B, có nghĩa là buổi chiều. Rồi ngày, ngày đến tháng, đến năm. Ê, lúc đầu là 5 tháng ngày cả nhà, em đọc lộn, con này là cấu trúc đó là 5 tháng ngày, là buổi chiều nè, năm nè, năm là ví dụ em chỉnh là 2 đi, 24, ý cái này 25 mà, 24 nè, năm 24 đúng không, tháng nè, tháng 1, ngày 4, đó, tại vì em có chưa có chỉnh. Đó, em mà chỉnh full là chính xác luôn cho cả nhà luôn, ngày tháng năm, hoặc là chỉnh bằng điện thoại được luôn nha. Con này dạ quang sáng, phơm siêu mỏng, dây đề mi khóa bấm 680 bao ship nha. Rồi tiếp thêm lên cho cả nhà một con đồng hồ Timex của Mỹ nha. Timex size của nó là 42. Đó, có đèn luôn, con này là 6 kim bấm giờ thể thao nữa nha. Đó, có đèn nha, đèn xanh dương. Trăm ba bao ship nha, 6 kim bấm giờ thể thao, mặt hai lồng dần nè, reset nè. Con này size cỡ 42, 42 càng có 50 của Mỹ nha, 630 bao ship cả nhà. Đây một con của Mỹ nữa nè, con này thì 780 nha, for siêu máy Thụy Sĩ, size của nó là 42 luôn, mà càng nhỏ nha, càng cỡ 48, dạ quang sáng nha cả nhà. Dạ quen nè, mặt hai lồng 7.8 bao ship nha, máy Thụy Sĩ nha, ống nước 100 m.
dây 20 luôn. Quá là khó bấm nha. Đẩy xoáy luôn. 780 máy Thụy Sĩ, hàng Mỹ nha. Rồi. Vui vẻ em lên cho nhà một con đồng hồ Casio có đèn tự động luôn nha. 380 bao ship. Thì con này chạy cơ chế 3 kim với 2 ô điện tử nha. Giờ phút giây nè. Bấm giờ thể thao nè. Lịch vạn niên nha. Đó. Size con này là đo ngang là cỡ 40. Và càng cũng nhỏ nha, càng cỡ 45, 46 à. Tay 16 thoải mái luôn. Đó, 380 chứ. Nhầm, 380 bao ship nha. Rồi, một em đồng hồ Seiko Automatic vỏ trong suốt nha. Niền nè, ôi dồi ôi. Niền xoay. Đằng sau lỗ máy nha. NH36 luôn. Hai ô cửa lịch. Size 40. Dạo quang sáng nha nha. Cả nhà thấy không? 168 bao ship nha. 168 bao ship, cầm nhẹ nó chạy. Hàng new nha. Có cả có tay nè, hacking stop nè. Ứng vô chạy tiếp nè. Đó, thì em đang có con này và một con đây. Con này nữa nha. Đều là size 40 nha. Seiko vỏ trong suốt nha, thấy cả nội tạng. Lộ máy. Liền xoay, dạ quang sáng luôn. Dạ quang đó, 168 ở nhà luôn nha. Có cả có tay. Bỏ trong suốt. Rồi cái này cả nhà không. Nó là Seiko nè, nè NH36A. Em bao mấy con mà Seiko 5, Citizen rồi mấy con khác luôn. Chưa chắc là bằng cái máy này. Chạy cực kỳ ổn định nha. Độc lạ, em đang có hai con nha cả nhà. Rồi. Một em đồng hồ Casio Waystar Multiband 6 nha. 680 bao ship. Dây thép không rỉ, pin năng lượng nha, size 43. Đèn, chuông, rồi đầy đủ chức năng, mặt xanh dương nha. Đó, 680 bao ship, khóa bấm nha. Còn này thì 630 nha. Cũng là multiband 6 mà size 40 nha. Quá đẹp luôn. 630 bao ship, dây rút nha. Tay nào vô cũng được hết. Cũng đèn, chuông, pin năng lượng nha. Đó, đầy đủ chức năng cả nhà. À, có một con thời trang. Thời trang mà máy Nhật nha. 330 bao ship chỗ nhà luôn. Size của nó là 42 nha, 42 năm. Dáng của con này là thời trang Patek Philippe mà máy Nhật nha. Đó. 330 bao ship, dây 19 luôn. Rồi. Đây, em này cũng nữ. Mới vô pin luôn, 180 nha, 6 kim thứ ngày 24 giờ nha. Dây rất là dài luôn. Size của nó là 32 nha. 180. Con này độc lạ, Casio hàng cổ nè. Mới vô pin luôn, sản xuất tại Nhật. 380 nha. Con này chạy cơ chế 2 kim với có đèn có điện tử nổi. Đó, cái nhà thấy không? Cực độc luôn. Có hình mặt người nha. Công việc lưu danh bạ 50. Lịch 50 nữa, báo thức nè. Đó, bấm giờ thể thao nè, chỉnh kim nè. Đọc lại ở nhà, 380 bao ship nha. Size đo ngang là 40 nè. 40 càng 45.6. Rồi. Rồi một em này cũng mới thay pin nè, thay lần 2 cục luôn. Chạy cơ chế là vừa kim mà vừa điện tử luôn. Đây. Này dành cho
nữ nha. Đó, có đèn 330 bao ship nha. Stainless steel bus sản xuất tại Thái Lan cả nhà ơi. Mới thay hai cục pin lên size 43. 330 bao ship nha. Con này thì 350 nha cả nhà. Casio dáng thể thao. Đó. Dây khóa đồ nguyên riêng hết nha. Em sẽ chùi rửa sạch sẽ giao cho cả nhà. Nền xoay 2 chiều nha. Size của nó là 43 luôn. 350 bao ship 2 ô cửa lực nha. Rồi. Con này 750 nha. Citizen Vagary. Nó mới 100% nha. Size 40. 750 bao ship nha. À, em còn vài con này nữa hết nha. Cũng đang về thêm Emporio Armani nha. Size 34 nhân cho 51. Hàng new nha. Dây thép đúc. Khóa bấm. Dây thép đúc khóa bướm nha. Chạy với chế 3 kim lịch lọc. Cọc số La Mã nha. Hàng new nha, 128 và 138 nha cả nhà. 128, 138 nè. Rồi. Tiếp theo em lên một con đồng hồ Seiko nè. Con này em để cả nhà 238 luôn. Bảo hành 1 năm, hàng new chưa qua sử dụng nha. 238. Thấy không? Rất là đẹp. Dán của Omega Seamaster nha, niềng xoay kính sapphire máy NH35A. Đó, kim là kim đinh 3 nha. Cái này gọi là Seiko Mod nha cả nhà. Con này dạ quang sáng. Có cốt tay. Đó. Hoặc là con này cả nhà 238 luôn. Con này mặt nâu nha. Đó. Kính ánh xanh sapphire. Dây khóa nè. Đó, rất là đẹp nha. Liền xoay. Hôm bữa em dặn dặn chảy máu. Làm cũng cực không cả nhà. Rồi. 238 nha, bảo hành 1 năm luôn. Rồi. Đây, con này em để ở nhà 215 luôn nha. Hàng new nha. Keo Waller London của Anh Quốc nha. Hàng new. Đó. Lắc nhẹ là chạy nha. Có cả cốt tay nữa nha. Chạy cơ chế là 5 kim thứ ngày nha. Lộ máy trước, lộ máy sau. Có đồ bảo vệ nấm nè. Lanh cốt nè. Rút nấm ra để mình chỉnh là kim mắt ngỗng nha. Nó dặn lại nè. Còn nguyên táp, nguyên tem đấy. Chưa qua sử dụng. Size 38 càng 49 nha. 215 bao ship cả nha. Con này em sale với cái nhà luôn nha. 1.080.000 bao ship nha. Bao Smith. Bao Smith nha. Kim trôi 5 ô đổi màu size 40 nha. 2 giờ 13 rồi. 1.080.000 bao ship kim trôi 5 ô 6 ô đổi màu nha. Sản xuất tại Nhật. Rồi. Con này thì Citizen Marlboro 6 kim nhảy múa nha. Có bấm nhờ thể thao nè. Có chuông nè. Size của nó là 42.5, sản xuất tại Nhật. Phiên bản giới hạn còn nguyên tâm đáy, chưa qua sử dụng nha. Limited model nè. 1280 bao ship nha. Có báo thức luôn. Bấm nhờ thể thao Marlboro nha. 1280 bao ship nha nha.
Rồi, thôi, hôm nay em tới đây thôi. Chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe nha, em xin hết nha.